Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định số 38 QĐ-TTg thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội, HITTPC. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tin tưởng việc HITTPC chính thức đi vào hoạt động sẽ là điều kiện tiên quyết và là cầu nối giữa chính quyền thành phố Hà Nội với doanh nghiệp, qua đó tạo lập môi trường đầu tư thương mại du lịch theo hướng thông thoáng và minh bạch, bình đẳng, phù hợp tiến trình hội nhập quốc tế, thực hiện các giải pháp để hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh làm ăn thành công và lâu dài tại thủ đô. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, lãnh đạo trung tâm đang nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của thành phố, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đầu tư xúc tiến thương mại và du lịch, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của thủ đô Hà Nội.